Đồ mà anh này cảm ơn tốt. Sướng không? Ơi, đồ quá mày căng á. Yếu. Lên tới trên đồ quá chắc. Chiều bỏ xuống luôn. Còn hai đây lễ ngày 29. Đương nhiên là nhỏ rồi. Sướng vậy. Giờ ta xuống là trưa nắng quá. Mình lên, ừ, hồi nãy mà. Hồi nãy thấy một tóc lên hả? Ừ. Rồi chở chở cái chú quán cà phê không? Camera hành trình á. Không. Đắp đầu đó. 3 triệu mấy vậy? Có mười mấy triệu em có. Đi có chạy xe tới chở nó gửi đâu gửi mà đi. Xa lắm mày. Đi xa. Còn full đồ nữa. Đi trên đây. Nó đừng mé bại. Ủa, đường nào phải đưa hỏi đây không vậy? Ủa tôi nhớ đường đẹp mà sao đường xấu vậy ta? Xưa khúc này á vậy. Người ta giờ đi xuống hết rồi. Nắng đổ rồi. Trời sáng rồi. Ngơ ngơ vì em đã xa rồi từ trong màn đêm. Xa rồi. Bót. Không rộng chứ được. Đưa bài ca em và quên đi như bài thơ cho em. Tay qua bước qua. Em quên uống nước rồi đủ. Lên trên đây uống mà lên trên đây. Ừ. Cũng như vậy mắt cũng chừng. Gấp đôi bình thường nữa. Mát hơn 8 cái đủ. Cái đó bình thường. Hôm nay lễ thì nó mắc hơn xíu thôi. Mắc hơn rất là nhiều luôn, đồ đi Việt Nam cũng không có thường quá, thường ngày chắc 150 ngàn quá. 200 chắc 200 á. Phòng phòng đấy 4 chỗ mà. 4 người. Ừ, phòng như cất nhưng mà 4 chỗ nên là nó cũng phải là tầm 200 400. Rơi. Cơn mưa là rơi, cơn mưa là rơi. Má gì Đà Lạt. Má như đi lên đèo nhỉ? Đang đi lên Đà Lạt à. Sướng không? Máy giờ làm thì mẹ mát từ trong ra ngoài. 21 mốt mình đi lên Đà Lạt là tự hiểu luôn, ngồi xe kia chết ói nữa luôn. Dừng xe trường. Tập á. Kiến tập thôi. Đà Lạt ơi có mấy cái đèo mà người ta đi sơn lên. Lên nói nghe nói thêm cái nhà đi. Lại đốt cho cả. Mấy chỗ mà đèo cuốn sống ảo rồi cái hoa trang mắt. Ờ. Đánh luôn. Đánh luôn. Bye. Lòng má nó đứng mình. Nhưng mà cái đó biết chụp lên cũng đẹp lắm một. Đây. Người ta. Mới đây hoa trang mắt hả? Lòng má nó hoa chửi nó sao theo để làm cái khác. Rai Mino. Có đủ tao thổi sao á. Đụng ngủ luôn. Nằm luôn. Ngon. Quá đã. Bú. Mát. Bú là tới tối bú. Giờ bú. Cắt bú cho rồi. Lên đéo vô đầu xe nè. Có. Giờ mấy xe ô tô bú vô đậu. Cái mép đó, cái mép đường núi. Không, lên ngọn hải đang có mà. Thôi lên trên đó thì kẹt lắm. Đậu với quán hai cô tiên mà là hỏi đang làm gì nó cũng mẹ của tôi. Ra cô tiên hả? Ờ, muốn lên đang chậu xe đi bộ lên. Chưa.
đông như trời. Cái câu nó ra sướng sướng mới đã không lẽ phải đông chứ sướng anh đã anh được. Cái tài tao mới hỏi này. Cơ không? Trời ơi. Gì? Nói sao bộ chẳng đông ra sao mà lại xuống tới đây luôn vậy? Không xuống đây cho mát quá vậy. Mát gì? Ừ, xuống dừng gì chưa? Mẹ, nóng mẹ được, mát cứ rất là đông. Không, cái xe hơi mà. Cua gấp nè. Xe hơi cua gấp, chạy chậm về đéo gấp. Để lê luôn. Lê luôn á, nó ép một cái là má này rồi má vô bụi luôn á. Không ngồi chơi khi vắng vẻ. Vậy là khi đông đúc sẽ được ngồi chơi. Không ngồi chơi khi vắng vẻ má, sợ cướp. Ừ, cướp. Sợ đi. Sao sao Đồng Tháp. Quay Nam Y. Ờ, quay Nam Y. Hai chiếc luôn. Đù má, thằng ngồi sau Nam Y. Sao vậy? Bây giờ tao cũng lên Nam Y. Đi trước bóp chỗ. Đồ mới giờ tao đồ mới. Chưa tao. Tao sao đây cái đó luôn. Gì đánh điểm hả? Đánh điểm hả? Đánh thành nào thua. Ừ đánh 51 điểm thành 34 chung à. Chia ra gì 543. Ủa sao đấy bình thường. Đấy 532 chứ. Ủa sao đấy bình thường đi. Lên rồi đánh. Bình thường à, đánh thường hợp lý. Ờ đánh thường hợp lý. Ừ giả tiền, tiền ăn thì nó giả. Ừ. Chúng liền. Dịch này lên trên không biết còn. Đi luôn. Đuổi đi luôn. Không phải đuổi, đụng á, không có ngợi. Đâm quá. Đó, một đô. Đô nhiều kiểu. Mấy chiếc này bình thường. Ui hồn. Đâm một người ta. Quá thôi à. Tôi chỉ hơi. Sao cái vô lăng? Má này là lòng số 72, tôi bay quê này, tôi bay lên đây, cái đâu có gì rồi. Để người ta khách du lịch tôi tới. Đi người ta mướn xe bây giờ. Tùng Sơn kìa. Được rồi. Đây tôi mướn xe bây giờ. Harry Won. Đéo gặp ở dưới đây. Ngọc Phú Cam. Có lượng. Đương nhiên phải có cái lượng. Được. Vì ai mà ai không thấy. Nói ra từng về. Ờ sao hôm nay đi xa ta. Sao đủ quá. Sao sao đủ chín. Tới này. Chưa chưa. Phút kia được đất. Được đá bình thường. Nghiêng núi. Ờ. Sao đâu đây rồi nó có cái. Ở đường quán này đó. Đất từ đồ bắt là cha đó. Đi chơi chiếc mai mà biết rồi full rồi đồ mới đông lắm rồi đó giờ sao mấy bài trên đây ngồi đây để coi chiếc này lên được mình lên luôn không cái kia nó đang đậu mà bây giờ nó đông nếu đi rồi đang kẹt hay là đang chờ gửi xe rồi? Kẹt kẹt trời ơi đồ mô tô giống con trời đông dữ trời kẹt đường thôi đi tiếp thôi cái gì cắm thẳng lên mà đi thôi. Ông kêu một nhịp đường để ô tô đi. Để cho người ta xuống á. Ờ gì đó. Còn lại không? Sao? Mình giờ cũng phải kéo đậu lên chứ đậu mẹ giờ đéo biết nữa. Đi ô tô phải chịu thôi. Giờ đậu đây hả? Đây. Đậu đây sao? Đây ai con? Sao này trên này gì đông người ta? Có mì tâm trên đó hả? Hay là Sơn Tùng? Đi người ta phải lên trời. Trời nắng mà về đến chú rồi. Mày đứng vô đây người ta lui lại được không nhỉ? Được, tao rộng. Sao lên luôn. Lên luôn mà mạnh vậy. Ờ, quay xuống đi, quay xuống đi, đúng rồi, quay xuống đi. Ôi lộ không được, đợi đi, đông quá. Yeah. Đi xe máy sướng không? Nắng. Nó lên luôn kìa. Thì đợi cho đi cái bớt đi, dụng nó nhường nó sao đâu. Còn mà đi xe ô tô nó nhường nó bớt đi. Dụng xe máy quá trời mà nó bớt đi nó lên. Đồng vải. Thằng tội xe lên cha. Rồi lên. Ôi đụng á. Người này dê kìa. Bớt quen. Từ từ rồi. Ôi.
Không, nó bỏ số mà, nó bỏ số nó bị dê lại. Rồi bơm lên, ok, tí tí. Đồ má này cảm ứng tốt. Sướng không? Ơi, đồ nó hơi căng á. Yếu. Lên tới trên đồ má chắc. Chìa bỏ xuống luôn. Nên nó chụp hình cũng được. Hướng này đẹp, đồ chụp bờ biển đẹp nhất. Nó đẹp gì? Chắc là chim cái quá. Đang quay phim. Lên chim đi. Có mạng nữa đâu lại. Rồi, đâu sống rồi. Xe làm rồi. À, giờ tao buông rồi, nó tụt. Buông gì? Đang không sống rồi. Mày kéo cái đây một cái. Kéo vậy không sống. Đang vô mùi đéo quá. Ui dồi, má nắm. Đồ lọt hố luôn hả? Nó ngoài nó chửi mình nhiều lắm, mấy mày nhìn mày đi ô tô lên đây làm gì? Mới kề người ta. Mình chửi chỗ này. Mình chửi chỗ này đủ nó ngồi lên làm gì? Nó đậu chứ hợp lý đi bộ lên. Bây giờ cũng xuống là cái vấn đề. Xuống giờ bây giờ bây giờ dê bây giờ dê cũng đéo được. Dê có đứa. Sao mà một đống luôn à? Đẩy xuống thôi. Má sao làm? Lên Chi Đông gì mấy em? Đồ nó toàn Sài Gòn không? 59 Sài Gòn không? Nhìn hòa đồ của các bạn luôn không? Đúng rồi, qua ta thấy bạn rồi. Đang bắt đầu video trực tiếp. Tôi đang thay lòng. Thiệt luôn hả? Đang siêu lòng. Đừng có quay chúng tao nha. Đừng quay chúng tao. Nó đang chuẩn bị lâu lắm cái đồ này. Nó kìa, lâu chưa? Ừ. Nó để chuẩn bị cái đồ này. Đi bộ lên mày kịp chữ hồn má. Những cái đó là nhau gì trên gì đâu. Kẹt quá. Nói gì? Ui đồ má cứng ngắc rồi. Rồi đồ má ở đây tới chiều luôn. Xong rồi tiêu rồi. Đồ má bây giờ dè xuống chứ không cách nào hết trơn. Dè là xíu mà kêu dè chè quá chứ không cách nào hết trơn. Giờ chỉ có thể lên thôi đâu xuống được. Lên giờ kẹt cứng luôn. Phương Đình. Giờ đường em. Đường mẹ em bây giờ. Giờ chỉ có nước ngồi theo hay là đồ á. Phải theo. Nhưng quanh đâu giờ lộn theo hay phải theo hay là đủ anh lái lên cái bãi cỏ quanh cạch từ đó lên kia mày quăng mày lỡ mày vô mày góc hẹp cái mày không đi được nữa mày chắn nguyên cái đường mà kẹt dữ nữa bị đơm không đơm nè đủ mà chạy thẳng vô cục đá xong cục đá tưng chiếc xe đi rồi quay đầu thằng cầm cái tích cái xe quay bây giờ chị có thể kêu anh gì ta anh xuống hết trơn kìa cũng như công an ở đây đổ nó kêu dẹp bớt cái dây xuống hay làm sao vậy đi hôm nay có gì đâu mà lên nhiều nhất ta quá thật sự với lại hồng mới đăng nó cao lên ngóc nhìn biển cái kia rụng biết sao không mình lên mình lên đó là nhìn được hết luồng tàu luôn không tự giúp đi tô cao hơn mà đi bộ luôn ở thang mở cẳng mẹ nắng nóng nên đứng nó đực nó lên lần rồi quá kẹt quá tao đi như tính ra đi được hai lần lên đó rồi quá hai lần luôn. Tao lên đây tính ra đây là lần thứ còn đường hóa đăng này tao lên là rất nhiều lần. Lần thứ 5 rồi. Lần mà lần đầu tiên đi bằng ô tô lên. Còn là đi xe máy. 4 lần sau đi với Sukat. Vua. Hơi phiền. Bật bài bụng quá bụng tao cùng em cho. Thôi tắt đường đông quá. Đứng luôn ta. Đứng cứng ngắc mà.